Xin chào mọi người. Mình đã quay trở về Home Sweet Home. Nãy mình làm, mình lấy ra mình làm cái này em mới làm nó chưa kịp. Sáng nay thì mình có đi đi ngay chỗ cộng đồng người Việt tổ chức Tết Việt Nam. Bây giờ gì thì bây giờ mình có thời gian, bây giờ mình làm cái lúc mà mình về Việt Nam là bé Lập nó có order, bé Lập order cái này là cái gì, nhánh gì, nụ đào hả, nụ đào về Mỹ. Mình có đem một bó về. Bây giờ mình ở đây mười mấy năm rồi mà lần đầu tiên là mình tổ chức ăn Tết lớn, là có một thành viên mới, thành viên mới mới qua Mỹ, thành thử bây giờ gia đình cũng đông nên năm nay mình tổ chức Tết. Mỗi năm thì mình có ăn Tết nhưng mà chỉ có trong nhà là mặc áo dài cho em Lee Viết Thôi, mặc áo dài chụp hình thôi. Chứ mình không có trang trí rồi gì fancy ở trong nhà như Tết ở Việt Nam. Năm nay có bé Lập có góp thêm ý kiến này nọ thì lúc mà về thì mình có mua đồ. Thì bây giờ nãy mình làm mình trang trí được vậy nè. Bây giờ bé Lập có mua thêm mấy cái bao lì xì. Rồi mấy cái này thì mình không có biết. Hồi đó thì có cái dạng như cái dài kêu dạng sự như ý gì thôi à. Bây giờ làm bây giờ càng tăng tiếng làm nó càng đẹp hơn nữa. Hình gồng. Bé Lập mua cái này để gắn lên. Ở Việt Nam mình hồi đó thì chỉ có mai thôi, chứ đâu có đào. Ở miền Tây mình thì xài mình chơi mai. Thấy nhà nào là cũng có một chậu mai Tết ở trong nhà hết trơn á. Bây giờ mình làm cũng gần xong rồi, bé Lập mới xuống. Bây giờ mời mọi người coi cái trang trí, mình trang trí cái chậu hoa, nụ hoa đào của mình như thế nào. Lúc hồi nãy Victor hét một chút xíu rồi, Victor chơi hockey, giờ Victor đi rồi. Chút nữa Victor về chắc Victor hét thêm mấy cái nhỏ nhỏ này, tại vì mình tưởng đâu là đem lại là với một cái tưởng đâu là bán như vậy rồi mình chỉ treo lên thôi. Ai ngờ đâu là hồi nãy bé Lập tháo ra là trong có như cái cọng chỉ thôi. Rồi có cái mấy cái ring này nè. Là mình gắn vô. Cũng không phải là mình cũng phải làm một số công việc để làm cái này vô. Rồi. Làm đi bé Lập. Làm đi. Được ha. Để cái này ở bên đây cho nó đều. Cho nó vô chung cho gọn. Cái nó hết luôn. Nè. Hả? Rồi gì đây chứ. Đó. Cho nó đều đi. Đi rồi. Trái đỏ không lắm bên kia. Đi.
thì cây mai ở Việt Nam rất là nhiều, nhưng mà đặc biệt ở bên tiểu bang mình thì cây mai Việt Nam cực kỳ hiếm luôn. Dường như là không có mai Việt Nam, nên mình sẽ gắn những nụ mai giả này lên trên những cành cây khô. Quá trình gắn mai đã hoàn tất được 90% rồi, thì mình còn treo những vật trang trí mùa xuân ở trên lên cây mai nữa. Thì mời mọi người xem những vlog kế tiếp để biết được cành cây mai sẽ như thế nào nha. Còn bây giờ thì nhà mình sẽ gói bánh tét ăn Tết. Mời mọi người coi hết video để xem được những đầu bánh tét nhà mình gói sẽ như thế nào nha. Còn có mấy ngày nữa là Tết rồi. Bây giờ thường Tết thì nhà mình hay làm bánh tét. Thì mình thì thích ăn bánh tét chuối, nhưng mà cũng có làm bánh tét mặn ở đây. Thì chuối thì hồi mùa hè mình mua mấy cái chuối chuối sim ở chợ bán, ở chợ châu Á bán chuối tươi luôn á. Rồi xong rồi hết mình để chín ăn, rồi xong rồi hết mình để trong đông đá. Bây giờ mình gã đâm từ hồi sáng tới giờ, mình gã đâm xong, có gã đâm rồi xong á, mình để ướp đường muối với rượu râm vô để cho nó chuối nó có màu đỏ. Còn nhưng mặn thì có thịt ba gọi, ở bên đây không có ăn mỡ nên nói ra thịt ba gọi thì có ướp rồi, rồi với đậu xanh thì cũng ngâm cũng được từ sáng giờ hơn 8 tiếng rồi, đậu xanh. Rồi nếp cũng ngâm xong rồi, bây giờ mình để lên cho nó khô nữa, khô nước. Lá chuối thì ở đây thì mình sợ không đủ. Má mình đã rửa lau khô hết 6 bịch rồi. Bữa nay mua thêm, hình như cái này hồi nãy mình mua thêm 5 bịch nữa. Mình thử cái này mình rửa giờ phơi cho nó gáo nước, rằng chút nữa lau cho nó khô. Ở này để dự trù, có làm bánh nặng chắc mình làm không có kịp đâu, tại giờ cũng trời tối rồi. Bây giờ thì thường thì nếp thì mình hay xào với nước cốt dừa cho nó béo, với để đậu. Ở bên đây mình mua đậu lon cho nó nhanh, để đậu trắng. Để đậu trắng, ai muốn để đậu trắng, muốn ai muốn để đậu đen thì để đậu đen. Còn ở đây thì để cho tiện thì mình để đậu trắng, để đường vô, tại vì cái này nhân ngọt thành thử cho cái nếp, cái hậu nó cũng ngọt luôn. Thì mình để đường này phân nửa thôi, thì mình để thêm cái nước chuối vô cho nó thơm chuối, tại vì có chuối thì nó chuối nó kia ra thì nó cũng thơm rồi, nhưng mà mình để thêm với tí xíu muối chút nữa mình nêm lại cho nó vừa ăn. Cái này mình cũng không có kia lắm, không có gành gói lắm, gói thì má gói, mình chỉ cột thôi. Mình gói cũng được nhưng mà cũng không có gói không có đẹp. Để lấy nước chuối kìa. Này lấy nước cam chuối đây nè. Để cho nó có hầu chuối nhiều. Đầu bên đây tiện lắm. Nè. Mình để black eyed peas. Nhầm người thì xài đậu đen,
tùy theo mình thích thôi. Như chứ tại chứ không có thời gian nấu mấy cái đậu. Này Tết năm từ lúc má qua Tết năm nào cũng làm hết trơn á. Đó, làm cho có không khí Tết. Này 4 lon giờ thử để má thử. Đậu này nhiều ạ. Kệ đi, ăn đậu nhiều đỡ nghe. Ăn nếp ít được. Bữa nay mình gói bánh ăn Tết. Rồi, cái đầu tiên cái nó làm sao? Chảy ra cho đều lắm á. Chảy cho đều. Để chuối để chuối à. Lá mình để 3 tấm, 2 tấm dưới, 1 tấm giữa. Để lá nhiều nhiều quá, hấp nó mới không có nước nó vô, đừng có hạt tiện lá. Tấm nó lại. Cục hờ lắm. Cục hờ lắm. Tấm cái đậu này. Nghe nó lên. Dọng cho nó xuống. Cái đậu này. Cái đầu tiên đầu bự đít teo đây đúng 7 inch.
đầu bự đít teo à, 5 gói lần à. Thử thở này là đi đường này, đi đường này. Ok, cái đầu tiên cũng sao. Ok, mình làm dấu cái này của mình. Khỏi cần làm dấu cũng biết cái nào xấu nhất cực của mình. Đầu bự đít teo. Chết cha, nó chảy nước rồi. Chảy nước rồi. Chảy nước rồi. Thôi giờ cột. Này là tài khôn nè. Tại lo làm gấp á, cho kịp giờ. Ây. Ok. Người thì ốm, cái bánh thì mập từ lừa. Thấy không? Người ốm. Nó có mát cũng ướt cả. Đầu như kia em ta cắn rồi tao mới bắn lên trên với mấy cái như cái máy tròn tròn. Đó, rồi kêu với cột đầu lớn, đầu nhỏ cho được. Đây. Ui trời, forgot. Hồi nãy đổ nước vô rồi. Nãy nấu nước sôi rồi xong bỏ vô thì mình tới giờ nó đổ. Xong rồi giờ mình tiêm nó. Để nước ít ra. Tiếng 15 phút sau quay lại. Giờ mở ra nha. Cái nút này nó xuống rồi. Xong, tiếng đồng hồ. Sao phải xả nước lạnh? Xả nước lạnh tại vì á, mình nhầm cái nó bị nước nó ra để cho nó lâu hơn. Rửa nó sạch ra để giữ được lâu. Ừ, sao gói hơi cái này gói hơi chặt à, gói chặt quá. Ôi chết. Cái của trên nè à, nó bị lòi à này. Oh, upside down nó này à, lần thứ hai cột đẹp. Cột đẹp, gói đẹp à. Đây là mình thử. Cái này nấu 1 tiếng 10 phút mà để cho nó cái nhiệt độ nó xuống cho cái hơi nó tự xả.
nên mình không có cần gấp. Bắp mới ra ngắm. Ngọt luôn. Dưới thì chút xinh đen luôn. Nó đỏ nó vàng. Để lâu nhiều ăn đỡ ngán. Mềm, mềm lắm. Là bữa tiếp theo. Này tại để ba trái lớn luôn á. Chiều ngày mai là bánh mặn hả? Ừ hả? Em cứ phiêu đi ngủ. Mới ra lò nóng. Ăn ngon. Nhưng mà để cho nó nguội, để cho nếp rồi gì nó dẻo lại. Xong rồi giờ cũng 10 giờ rưỡi tối rồi. Thôi mình nấu cái này là cái thứ hai. Rồi để sáng ra, sáng thưa chị trước khi đi làm lấy ra. Giờ hẹn mọi người ngày mai làm bánh mặn. Bây giờ hôm nay làm bánh chuối thôi. Hẹn mọi người trong ngày mai nha.